Kính chào quý vị, mời quý vị tiếp tục theo dõi những thông tin thời sự nóng trên kênh YouTube của báo Tiền Phong. Thưa quý vị, Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định đưa vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 33 đồng phạm ra xét xử. Đây là giai đoạn 2 của vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB và các đơn vị liên quan phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 19 tháng 10. Cáo trạng công bố tại phiên tòa sắp tới cho biết bà Trương Mỹ Lan thành lập tập đoàn Vạn Thịnh Phát và nắm giữ 60% cổ phần và là chủ tịch hội đồng quản trị từ khi thành lập đến nay. Từ năm 2018 đến năm 2020, bà Trương Mỹ Lan đề ra chủ trương và chỉ đạo các bị cáo thuộc cấp sử dụng công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Secha phát hành 25 mã trái phiếu khống, 308 triệu trái phiếu. Ở tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bà Trương Mỹ Lan đã huy động vốn của 35.824 nhà đầu tư, thu về số tiền hàng chục nghìn tỷ đồng. Ở tội danh rửa tiền, bà Trương Mỹ Lan và 8 đồng phạm chiếm đoạt hàng trăm nghìn tỷ đồng thông qua tham ô tài sản và phát hành trái phiếu. Ở tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã vận chuyển trái phép hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Doanh nghiệp có liên quan tới bà Trương Mỹ Lan đồng loạt báo lỗ triền miên. Một số doanh nghiệp liên quan tới bà Trương Mỹ Lan vừa có báo cáo tình hình tài chính gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX, hầu hết báo lỗ trong nửa đầu năm 2024, trong đó có công ty Bông Sen, Secha, Quang Thuận. Cụ thể, công ty cổ phần Bông Sen trong 6 tháng đầu năm 2024 lỗ 401 tỷ đồng, tăng hơn 43% so với cùng kỳ năm 2023, tương đương trung bình mỗi ngày lỗ hơn 2,2 tỷ đồng. Trong kết luận điều tra của cơ quan điều tra, Bông Sen Corp nằm trong danh sách 762 công ty có liên quan đến công ty Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan. Công ty Cổ phần Bông Sen sở hữu nhiều khách sạn, nhà hàng hạng sang, trong đó có khách sạn Daiho Hà Nội nằm ở vị trí đắc địa, trung tâm cửa ngõ phía Tây của thành phố Hà Nội với hơn 400 phòng. Đây là một trong những khách sạn 5 sao nổi tiếng ở Hà Nội, được xây năm 1996, từng đón cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton năm 2000 và các nguyên thủ khác. Trong phiên xét xử ngày 15 tháng 3, bà Trương Mỹ Lan đã đề nghị bán khách sạn Dai U và nhiều tài sản khác để khắc phục hậu quả trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Bị cáo Trương Mỹ Lan cho biết công ty cổ phần bông sen của gia đình bà chiếm 93,6% cổ phần tại khách sạn Dai U Hà Nội, còn gia đình bà có cổ phần chi phối tại công ty cổ phần bông sen. Bông sen cóp là một cái tên có tiếng trên thị trường bất động sản phía Nam khi sở hữu hàng loạt nhà hàng khách sạn ở những khu vực đất vàng tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh như khách sạn Bông Sen Sài Gòn 117 123 đồng khởi, khách sạn Palace Sài Gòn 56 66 Nguyễn Huệ, khách sạn 2 sao Bông Sen Annex 61 63 Hai Bà Trưng và hàng loạt nhà hàng cửa hàng có tiếng khác. Mặc dù sở hữu nhiều đất vàng nhưng Bông Sen có kết quả kinh doanh yếu kém. Trong năm 2023, Bông Sen lỗ 668 tỷ đồng và trước đó năm 2022 và năm 2021 cũng thua lỗ. Trong báo cáo tài chính gửi HNX, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Secha báo lỗ gần 115 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2024 so với mức lỗ hơn 273 tỷ đồng cùng kỳ năm 2023. Trong năm 2023, Secha lỗ gần 220 tỷ đồng còn năm 2022 lỗ gần 479 tỷ đồng. Secha được biết đến là bốn doanh nghiệp nổi bật liên quan đến vạn thịnh phát của bà Trương Mỹ Lan với lượng trái phiếu phát hành lớn. Tính tới giữa năm 2024, Secha còn phải trả hơn 3.382 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 7.419 tỷ đồng cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, con số này vẫn rất lớn so với vốn chủ sở hữu hơn 409 tỷ đồng. Dư nợ trái phiếu còn hơn 1.998 tỷ đồng. Bên cạnh đó, một doanh nghiệp khác cũng liên quan tới bà Trương Mỹ Lan là công ty cổ phần Quang Thuận. Báo lỗ gần 339 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2024 so với mức lỗ hơn 641 tỷ đồng cùng kỳ năm 2023. Theo cơ quan điều tra, Secha cùng ba công ty khác trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát là Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Thuận, đã huy động một lượng trái phiếu khủng. Số tiền này được bà Trương Mỹ Lan sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành, dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu. Nợ hơn 14.000 tỷ đồng trái phiếu chậm thanh toán cũng theo báo cáo gửi HNX, công ty cổ phần Quang Thuận có tổng nợ phải trả tính tới cuối tháng 6 năm 2024 là 8.875 tỷ đồng, trong đó tổng dư nợ trái phiếu khoảng 7.500 tỷ đồng so với vốn chủ sở hữu hơn 1.374 tỷ đồng. Trong nửa đầu năm 2024, Quang Thuận đã chậm trả lãi và phạt với 60 lô trái phiếu, mỗi lô giá trị 100 tỷ đồng. Tổng tiền lãi và phạt là gần 16,86 tỷ đồng một lô, tương đương khoảng 1.010 tỷ đồng do chưa thu xếp được nguồn vốn và đang lên phương án xử lý. Đây là các lô trái phiếu kỳ hạn 5 năm có tài sản đảm bảo được phát hành ngày 31 tháng 8 năm 2020 do chứng khoán Tân Việt thu xếp. Lãi suất được đưa ra 11% một năm và có hạn trả lãi định kỳ 6 tháng một lần. Với Secha, trong 6 tháng đầu năm 2024, công ty đã chậm trả lãi kỳ thứ 3 liên tiếp, gồm kỳ 5 ngày 28 tháng 2 năm 2023, kỳ 6 ngày 31 tháng 8 năm 2023 và kỳ 7 ngày 29 tháng 2 năm 2024, cùng lãi phạt kỳ 5 và kỳ 6 đối với tổng cộng 20 lô trái phiếu, mỗi lô trị giá 100 tỷ đồng. Tổng tiền lãi và phạt là gần 16,86 tỷ đồng một lô, tương đương khoảng 337 tỷ đồng. Lý do chậm thanh toán là do Secha chưa thu xếp được nguồn thanh toán và tổ chức phát hành đang xử lý tài sản để thanh toán gốc lãi. Với bông sen, tính tới cuối tháng 6 năm 2024, bông sen có tổng nợ phải trả khoảng gần 8.370 tỷ đồng trong đó có hơn 4.790 tỷ đồng nợ trái phiếu so với vốn chủ sở hữu 5.264 tỷ đồng. Tính tới cuối năm 2023, Bông Sen có lô trái phiếu BSECH2126003 phải thanh toán gốc là 4.800 tỷ đồng và số tiền lãi và phạt là hơn 1.061 tỷ đồng. Tuy nhiên, Bông Sen đã chậm không thanh toán gốc lãi vì tài khoản bị phong tỏa đây là khoản huy động được phát hành từ tháng 10 năm 2021 có tài sản đảm bảo do chứng khoán Tân Việt thu xếp. Lãi suất được đưa ra 10,5% một năm, hạn trả lãi định kỳ 3 tháng một lần. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào ngày 15 tháng 10 năm 2026. Tân Việt cũng chính thức là một trong những đơn vị tư vấn phát hành trái phiếu của Tập đoàn Đầu tư An Đông, doanh nghiệp liên quan đến bà Trương Mỹ Lan. Để khắc phục hậu quả của vụ án Vạn Thịnh Phát, theo nghị quyết Đại hội Cổ đông của Bông Sen ngày 30 tháng 8 năm 2023, Đại hội Cổ đông Bất Thường đã thông qua phương án chuyển tiền vào tài khoản chỉ định theo yêu cầu của Cơ quan Điều tra Bộ Công an. Đại hội cũng thông qua việc xử lý tài sản của công ty để thực hiện nghĩa vụ trái phiếu doanh nghiệp đã phát hành. Các tài sản bao gồm phần góp vốn của bà Trần Thị Phơ, cổ phần công ty DH, hồ sơ thế chấp một loạt tài sản là bất động sản. Tại đại hội, Chủ tịch Bông Sen Corp Vũ Thị Hồng Hạnh cho biết trong các tài sản mà Bông Sen đưa vào để làm tài sản đảm bảo tại hồ sơ phát hành trái phiếu có tài sản đảm bảo là cổ phần tại Công ty cổ phần DHA. Đây là cổ phần sở hữu thuộc Công ty cổ phần hợp nhất một và Bông Sen có sở hữu cổ phần chi phối tại công ty này những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi quý vị hãy nhấn like theo dõi kênh để không bị bỏ lỡ những thông tin mới nhất trong các bản tin tiếp theo còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại